Nữ Sen Group tái định nghĩa bản sắc kiến trúc và xây dựng Việt Nam. Khi nói về những biểu tượng mới của kiến trúc và xây dựng, không thể không nhắc đến Nữ Sen Group, nơi đã tạo ra những vết dấu không thể phai mờ trên bản đồ kiến trúc Việt Nam. Mỗi công trình của Nữ Sen Group không chỉ là một tác phẩm xây dựng, mà còn là một tuyên ngôn về sự sáng tạo, đổi mới và trách nhiệm với môi trường. Vượt qua những giới hạn truyền thống, chúng tôi dấn thân vào việc kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật và công nghệ, mang đến những công trình đột phá về thiết kế, chất lượng và tính bền vững. Nhận biết rõ nghĩa vụ của mình đối với cộng đồng và hành tinh, nữ Sen Group không ngừng tìm kiếm và áp dụng các giải pháp xanh nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường và tối đa hóa giá trị sống cho mỗi người dân. Với đội ngũ chuyên gia hàng đầu, tâm huyết và đầy đam mê, nữ Sen Group không chỉ dựng lên những công trình chúng tôi dựng nên những biểu tượng, những kỷ niệm không gì có thể thay thế. Hãy cùng chứng kiến và trải nghiệm sự khác biệt từ nữ Sen Group, nơi tạo nên những phép màu kiến trúc. Website xây dựng nữ Sen com số điện thoại 0961 673 024.